Sawasdee, my name is Lalita, but you can also call me Tato, which means big eyes in Thai language. Đây là một trong những clip dự thi chương trình The Voice Master tại Thái Lan của thí sinh Lalita Paratanakorn, cô gái mang hai dòng máu Thái Việt. Với khả năng ngoại ngữ và hoạt động ngoại khóa năng nổ, Lalita Paratanakorn đã thi đậu trường Đại học Chulalongkorn chuyên ngành ngôn ngữ học. Ngoài việc học tập ở trường, Lalita còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa trên đất nước Chùa Vàng. Đặc biệt, Lalita luôn nỗ lực giữ gìn tiếng Việt cũng như phong tục của người Việt. Ít nhất một ngày phải nói tiếng Việt với cả em trai em rồi. Nếu mà mẹ em qua thì em phải nói tiếng Việt với mẹ. Tại vì mẹ sợ là sẽ khi mà mình ở Thái lâu rồi sẽ không nói tiếng Việt được rõ như ngày xưa nữa. Với lại cả những ngày như là lễ Vu Lan hay là những ngày lễ đặc trưng của người Việt Nam mình thì mẹ em vẫn luôn khuyên là phải cúng hay là thắp nhang. Không chỉ Lalita mà cậu em trai Khun Paratanakorn cũng luôn duy trì lối sống văn hóa của người Việt. Hiện Khun đang học lớp 10, nhưng cậu đã trở thành một trong những gương mặt cầu thủ bóng đá được đánh giá cao trong đội tuyển U16 của câu lạc bộ bóng đá Mường Thông Tân Y, danh tiếng ở xứ Chùa Vàng. Tuy vậy, ở chàng cầu thủ trẻ này, đất nước Việt Nam và văn hóa Việt Nam vẫn là những gì rất thiêng liêng. Và quê mẹ cũng là động lực để Khun hướng tới trong sự nghiệp thể thao của mình. Việt Nam mình là một môi trường rất tốt, bạn bè thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau. Rồi có rất nhiều bạn bè cũng giúp em trong việc đá banh để em trưởng thành. Rồi thì mẹ vẫn duy trì là nấu ăn mấy bữa tối mà đậm chất Việt Nam rất là nhiều. Sẽ quay lại Việt Nam và xây dựng Việt Nam tốt hơn. Đất Thái là quê cha, Việt Nam là quê mẹ. Lalita và Khun, những đại diện cho thế hệ trẻ thanh thiếu niên kiều bào của Việt Nam, vẫn hàng ngày nỗ lực gìn giữ văn hóa truyền thống của người Việt. Được biết cha của em là người Thái và mẹ của em là người Việt. Vậy khi chuyển sang môi trường sống ở Thái Lan thì em có cảm xúc như thế nào? Và em có thể chia sẻ được những cái sự thay đổi trong cuộc sống hôm nay ra sao? Có thể gọi là thay đổi hẳn luôn. Quan trọng về cái sự lễ phép trên. Ví dụ như là mình đi ngang qua người lớn thì mình phải cúi người xuống chứ không có thể nào mà đi ngang qua luôn. Hoặc là khi mà mình gặp người lớn thì mình phải luôn chắp tay lên để chào này nọ thì mình phải tập cho quen. Khi đã chuyển hẳn sang sống tại Thái Lan, vậy thì những cái truyền thống văn hóa như thế nào của Việt Nam vẫn được gia đình em duy trì trong những cái nét sinh hoạt hàng ngày? Dạ, trước hết là bữa ăn tối gia đình tụi em phải ở nhà đầy đủ để ăn bữa cơm tối với ba mẹ, cũng có nồi cơm. Các loại đồ ăn Việt Nam là mẹ em hay mang theo cho em, tại mẹ em biết là em nhớ nhà cho nên là cứ mang đồ ăn qua cho em ăn. Được học tập ở trong một môi trường mà có rất nhiều bạn bè quốc tế, vậy khi nói về Việt Nam thì em chia sẻ với bạn bè của mình như thế nào? Thì đối với người Thái và tất cả các bạn mà từ nước ngoài như là Brazil hay là ở Mỹ này nọ thì các bạn đều rất là ngưỡng mộ gọi là sự chăm chỉ của người Việt Nam mình. Với lại họ bảo là Việt Nam mình học toán rất là giỏi. Phần nhiều nhất là em nói về khả năng học tiếng Anh với lại cả học môn toán của người Việt Nam mình. Tại vì em kể cho các bạn nghe là Việt Nam mình thì kiểu người ta vẫn còn giữ gọi là cái chất riêng của quê hương mình.